bậc thầy chính thức, người thiện sĩ và thân xưa, thờ quốc đoàn tiếp đạo trực thân, xây dựng sức tấu lên về đạo phẩm, đoàn về quốc thân, để nhớ lại một thời hồi đất đồng đoàn quân đất chiến trường đánh giặc, để bảo vệ hòa bình cho độc lập dân tộc Việt Nam. Còn đạo phẩm tình cha, một lần nữa cho phép đoàn tiếp đạo trực thân, xin được đỡ lời cho tất cả các con là cha sâu cảnh sề, xin được tiễn biệt cha hiền trước giờ phút biệt ly và giờ đại tư những dạ phẩm chào phong đầu tiên đoàn vệ quốc quân và dạ phẩm tình cha cho phép đoàn tiếp nhạc chúng con xin phép được trân trọng cử hành. Thank you.
đặc trục phong đến từ huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Đoàn trở về đây thắp nén nhang thơm cùng bày tỏ tấm lòng thân ơn với gia đình tăng quyến, và sau đó cùng chung tay với gia đình đưa rước cụ một đoạn đường sắp cuối về nơi an nghỉ cuối cùng, thắp nén hương thơm lòng tưởng nhớ vô cùng thương tiếc lúc tiễn đưa. Và giờ này đây xin kính mời một vị đại diện thay mặt cho đoàn lên dân hương nghi lễ dân hương và cử hành nhạc viếng của đoàn khúc nhạc chúng con. Xin phép được bắt đầu. Xin được có được lời thơ khóc gọi cha hiền trước mốc cha đi xa. Cha hiền kính thương ơi, cha ơi cha dạy đi cha, sao cha không dạy hay là ngủ quên. Cho con thì lúc nở cạnh bên, chúng con đang vật vã gọi tên cha kìa. Lẽ nào cha đã đi xa, lẽ nào cha bỏ cửa nhà mà đi. Cho con thì có tội tình gì mong được báo đáp cha đi mất rồi. Từ nay chúng con phải mồ côi, mà từ nay chúng con phải lần hồi thiếu cha. Ai mà chẳng được tuổi già, sinh lão bệnh từ mới qua kiếp người. Con thương cha lắm cha ơi, thương cha vất vả suốt đời vì con. Một đời thì cống hiến sắc son, một đời theo đảng vô cùng gian đau. Một năm bươn trải bươn ba, cha nó phải dừng để vượt lên cảnh nghèo. Bây giờ đã hết cảnh gieo leo, cha cho con một mái trèo vượt lên. Nhưng mong con được đáp đền, nào ngờ cha đã sống lên thiên đàng. Bên kia thế giới rủi vàng, cha về đoàn tụ họ hàng tổ tiên. Một miền cực lạc bình yên, một nơi không có ốc phiền sân si. Âm dương thì cách biệt chê ly, chốc trà an giấc biệt ly cõi trần. Và giờ này đây để nói nhân công sinh thành dưỡng dục và tình yêu thương bao la của cha dành cho tất cả các con các cháu, anh chị em chúng con chỉ biết ngậm ngùi thương xót, chỉ biết nhờ đoàn kim nhạc lấy tiếng kèn thay cho tiếng khóc, thường khóc cha khóc nhạc phẩm tình cha. Thank you.
tập thường cho cảnh trên ly, hồi ý xin Đức Phật sổ lòng tử bi, cầu xin Đức Phật Di Đà, Quan Âm Bồ Tát Thích Ca Phổ Hiền, đồ cho con cháu được bình yên, đi khắp mọi miền gặp được vận may, công cha biết mẹ không ai, thừa hưởng phải biết đến ơn sinh thành, Phật ban quả phúc ơn lành, tương lai tươi sáng Quan Âm soi đường, nhờ ánh đạo vàng tỏa khắp một phiên nhạc chúng con, xin được đỡ lời cho tất cả các con, trẻ sông cả dề, cũng như tất cả các cháu chắc đồ quầy, xin được kính thành Phật, Quan Âm. Cùng các con, các cháu, những người thân của cô xin lời cảm tạ. Này xin trân trọng kính mời đoàn mưu gót trở lại các cháu và cùng chung tay và cùng việc cho cụ chức đốc visa đã định xin chân thành cảm ơn. Thank you.
võ thạc sẽ bay về cõi Phật, để lại trần gian bốc chào con. Trái lòng xa ti, cho con ở lại luôn làm nhiều việc thiện, để hồi hướng công đức lành cho cha. Nguyện cầu xếp bởi phong chức Phật tử bi, tiếp độ cho nên cha đường về Tây Phương Cực Lạc, để nơi đây tăng cổ cha và ngọc quảng, vì đến sân hương, dân hoa, của đoàn kết nhạc chúng con, để đây cũng cắt được cho biết hoàn tất. Trước khi được lời, cho phép con thay bạn anh chị em trong đoàn, xin được gửi lời cảm ơn tới các tổ chức lễ tang, gửi lời cảm ơn tới gia đình tác quyền đã tạo điều kiện cho đoàn cử hành nghi lễ được một cách trang nghiêm và trọng thể. Trong công tác phục vụ, đoàn cũng không tránh khỏi những điều kiện khuyết, mong xác định lần thứ. Trước hướng trọng gói tọa, đoàn sẽ hết lòng nguyện cầu cho các hồn cuộc nơi suối và các giấc nghề ngàn thu. Và một lần nữa, đoàn trọng khóc sẽ được cúi đầu cũng trong lời chào vĩnh biệt. Một trăm giờ phút đầu thương ngọn này, đại ban tổ chức tạc lễ xin thay lời gia đình tam quyến sẽ được gặp ta. Xin trân trọng kính mời quý vị vui góp trở lại các chầu và cùng chung tay cho công việc cho phụ trước lúc đi xa. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Đang nghẹn ngào dâng hương vĩnh biệt, mời vị đại diện cho đoàn tăng khách nên dâng hương nói lời vĩnh biệt chia buồn cùng gia đình tăng quyến. Dòng họ Phạm Duy gồm có các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh chị em cùng con cháu nội ngoại đến trước nhang án tiền để thắp cho ông một phần nhang để vĩnh biệt ông. Sau có lời ông Phạm Duy Hưng, trưởng tộc dòng họ Phạm Duy lên thắp hương. Phật giáo Việt Nam 2-4. Chủ tịch hội đồng gia tộc Lê Thăng Vương.
Duy Vượng, trưởng chi hai lên tham hưởng. Sau đó xin mời ông Phạm Văn Hùng lên đọc lời yếu. Kính thưa linh hồn ông Phạm Ngọc Quảng, kính thưa gia đình tang hiếu, nhận được tin ông về cõi vĩnh hằng, hôm nay dòng tộc họ Phạm Duy gồm có các ông, các bà, các bác, các anh, các chị em, con cháu trong nội ngoại tộc Phạm Duy bùi ngùi xúc động nén nỗi đau thương về trước linh sàng, thắp nén nhang thơm, đặt vòng hoa tươi, dâng lễ kính viếng hương hồn ông và xin được gửi lời chia buồn nỗi đau thương mất mát này tới toàn thể các thành viên trong gia đình tang hiếu. Kính thưa hương hồn ông, lúc sinh thời ông đã cùng với người vợ nuôi dạy con cháu khôn lớn trưởng thành. Trong dòng tộc họ Phạm Duy, ông đã cùng với ban chấp hành họ những năm tháng thực hiện tốt những công việc của họ đề ra, với vai trò trách nhiệm của mình là một hội viên trong hội đồng gia tộc của ban chấp hành. Ông đã luôn nêu cao được tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong mọi công việc được giao. Ông đã có tinh thần tuyên truyền các thành viên trong họ nói chung và con cháu trong gia đình nói riêng tích cực tham gia đóng góp ngày công của để góp phần cho dòng họ Phạm Duy được khang trang đẹp đẽ như ngày hôm nay. Trong cuộc sống, trong gia đình, ông luôn là một người chồng, là một người cha, là một người ông mẫu mực kính yêu. Trong dòng họ, ông muốn được mọi thành viên trong họ Phạm Duy tin yêu, quý mến. Kính thưa hương hồn ông, trong thời gian ông mắc bệnh, ông đã được gia đình chạy chữa cùng với các y bác sĩ. Ông đã được họ Phạm Duy và bà con hàng xóm đến thăm hỏi, động viên. Than ơi, ông đã không thắng nổi căn bệnh của chính mình. Ông đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 19 giờ 48 phút ngày 26 tháng 5 năm 2023, tức ngày mùng 8 tháng 4 năm Quý Mão. Ông hưởng thọ 85 tuổi, 85 mùa xuân. Trong quá trình cuộc sống, ông có tình cảm để lại cho muôn vàn con cháu trong dòng họ Phạm Duy và trong cộng đồng làng xóm một tình cảm ấm áp tình người. Hôm nay đây vĩnh biệt ông, chúc ông về nơi suối vàng được an giấc ngàn thu, được du sinh tịnh độ. Chúc ông hạc đón mới đưa về cõi Phật, để lại muôn phần phúc cháu con. Tôi đề nghị các vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh chị và các cháu trong nội ngoại dòng tộc Phạm Duy có mặt trong buổi tang lễ ông Phạm Ngọc Quảng hôm nay, xin phép được để một phút vĩnh biệt ông. Phút vĩnh biệt bắt đầu. Thôi. Các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các thành viên họ nội, họ ngoại Phạm Duy với tình cảm một giọt máu đào trong dòng tộc họ Phạm. Họ Phạm Duy đã dành một tình cảm
thân thương và chiều mến đối với ông Phạm và ông Quảng. Lúc ông Quảng ốm đau đã được các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các thành viên trong họ phạm vi nội ngoại đã đến thăm hỏi và động viên, nhưng vì tuổi cao sức yếu không thể qua khỏi, đã về với tiên tổ. Hôm nay lại được các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các thành viên trong họ nội ngoại phạm vi quá nán nhang thơm, có vòng hoa thắm về kính viếng hương hồn ông Phạm và Quảng. Tôi đại diện cho mẹ con bà Quảng và gia đình xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà và toàn thể các thành viên trong họ. Mời các cụ, các ông, các bà và các thành viên ra bàn trà ăn trầu uống nước, đợi ít phút nữa làm lễ chi điệu đưa ông Phạm Ngọc Quảng về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin chân thành cảm ơn. Để thông bản em nha, để vĩnh biệt ông Phạm Ngọc Quảng, hậu thế đời thứ 11 của họ Phạm Duy mãi mãi không còn nữa. Công tác tổ chức đã được ổn định,
ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Đình Sáu, phó chủ tịch hội cựu chiến binh xã Vĩnh Lôi, trưởng ban tang lễ lên đọc quyết định phủ quân kỳ trên linh cữu đồng chí Phạm Ngọc Quảng và điều hành buổi tang lễ. Xin kính mời đồng chí. Xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo chính quyền cùng toàn thể nhân dân và quý khách cơ xa đứng đây hướng về gia án để làm lễ phủ quốc kỳ lên linh cữu đồng chí Phạm Ngọc Quảng. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin đọc quyết định phủ quốc kỳ. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Thị Nôi, ngày 28 tháng 5 năm 2023, hội cựu chiến binh xã Thị Nôi số 05 cựu chiến binh quyết định về phủ quân kỳ quyết thắng lên linh cữu từ trần, căn cứ vào điều lệ hội cựu chiến binh Việt Nam để tưởng nhớ ghi nhận đóng góp cống hiến của hội viên hội cựu chiến binh Việt Nam trong cuộc kháng chiến ngoại thâm giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ tham gia xây dựng chiến đấu và trưởng thành của quân đội vì sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xét đề nghị của chi hội cựu chiến binh thôn Lệ Chi, quyết định điều 1 phủ quân kỳ quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam lên linh cữu đồng chí Phạm Ngọc Quảng, sinh năm 1939, nhập ngũ năm 1961, nghỉ hưu năm 1970, là hội viên cựu chiến binh Việt Nam ngày 25 tháng 2 năm 1992, đang sinh hoạt tại chi hội cựu chiến binh thôn Lệ Chi, xã Thị Nôi, huyện Tiên Nữ, tỉnh Hưng Yên. Đồng chí đã từ trần ngày 26 tháng 5 năm 2023. Điều 2, hội cựu chiến binh xã Thị Nôi tổ quân kỳ làm nhiệm vụ phủ quân kỳ và thúc trực trên linh cữu. Theo quyết định này, thay mặt ban chấp hành chủ tịch Nguyễn Ngọc Minh, đội tiêu binh chú ý dơ hoa. Đội quân kỳ vào vị trí. Kính thưa các đồng chí đại diện cho Đảng, chính quyền, hội cựu chiến binh và các ban ngành đoàn thể thôn Lệ Chi, xã Thị Nôi cùng quý khách và gia đình tham hiếu cùng toàn thể nhân dân. Đồng chí Phạm Ngọc Quảng sinh năm 1939, quá trình trong cuộc tham gia kháng chiến lâu dài và anh dũng của dân tộc. Đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí đã được nghỉ theo chế độ là đảng viên 47 tuổi đảng tại địa phương, là hội viên cựu chiến binh Việt Nam. Kính thưa toàn thể nhân dân, đồng chí Phạm Ngọc Quảng do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã được các bác sĩ và gia đình chăm sóc cứu chữa nhưng đồng chí không qua khỏi. Đồng chí đã từ trần hồi 19 giờ 50 phút ngày 26 tháng 5 năm 2023, tức ngày 8 tháng 4 năm Quý Mão, đồng chí hưởng thọ 85 tuổi. Căn cứ và quy định của chỉ huy Việt Nam để ghi nhớ công lao công hiến của đồng chí trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc, hội cựu chiến binh xã Thị Nôi, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể cùng toàn thể nhân dân long trọng làm lễ phủ quân kỳ trên linh cữu đồng chí Phạm Ngọc Quảng. Tổ quân kỳ chú ý, lễ phủ quân kỳ được bắt đầu.
lễ phủ quân kỳ xong. Tiếp theo là lễ dâng hương. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Cao Minh Hoan, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thị Nôi lên dâng hoa dâng hương. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Minh Kiểm, Phó Chủ tịch Phụ trách thôn lên dâng hoa. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Hoàng Minh, Chủ tịch Hội Chính trị xã Thị Nôi lên dâng hương. Xin trân trọng kính mời đồng chí Ngô Văn Điếm, Bí thư chi bộ thôn Lệ Trì lên dâng hương. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Tố Hiên, trưởng ban công tác mặt trận thôn Lệ Trì lên dâng hương. Xin trân trọng kính mời đồng chí Ngô Văn Điếm, Bí thư chi bộ thôn Lệ Trì lên đọc lời điếm. Thưa toàn thể cán bộ và nhân dân cùng quý khách gần xa, thưa gia quyến đồng chí Phạm Ngọc Quảng. Được tin đồng chí Phạm Ngọc Quảng qua đời, hôm nay đại diện cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Thủy Lôi, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thủy Lôi, Hội Cựu chiến binh Việt Nam xã Thủy Lôi, Hội người cao tuổi cùng toàn thể chính trị xã hội, các ông bà trong phòng tang lễ và gia quyến của đồng chí Phạm Ngọc Quảng tổ chức trọng thể lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Phạm Ngọc Quảng về nơi an nghỉ cuối cùng. Thưa toàn thể cán bộ và nhân dân, đồng chí Phạm Ngọc Quảng sinh ngày 1 tháng 1 năm 1939, sinh quán tại thôn Lệ Trì, xã Thủy Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Lúc sinh thời khi còn nhỏ được bố mẹ nuôi dạy ăn học, sau khi lớn lên đồng chí được giác ngộ cách mạng, tiếp bước cha ông để kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đầu năm 1961 đồng chí đã nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự khi tổ quốc gọi tên mình, và đến năm 1966 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiểu sử hoạt động cách mạng của đồng chí Phạm Ngọc Quảng: từ năm 1961 đến năm 1964 nhập ngũ và hoàn thành tốt trong mọi công tác được giao và được trở về địa phương tham gia công tác. Năm 1964 đến năm 1965 làm kế toán đội sản xuất. Năm 1965 đến năm 1966 đồng chí tán ngũ tại đơn vị 22 trực thuộc tỉnh đội Hưng Yên và được kết nạp vào Đảng. Năm 1967 đến năm 1969 đi chiến đấu ở chiến trường B. Năm 1969 đến năm 1970 học bổ túc tại trường quân chính quân khu Hữu Ngạn, là học viên bố tốt
năm 1970, đồng chí về phục viên và tham gia công tác tại địa phương làm kế toán hợp tác xã sản xuất nông nghiệp. Từ năm 1970 đến năm 1983, làm xã đội trưởng, ủy viên ban thường vụ đảng ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Thủy Lôi, sau đó giữ chức phó bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân xã năm 1985, nguyên bí thư đảng ủy xã Thủy Lôi năm 1988, là đảng ủy viên, nguyên chủ tịch hội nông dân xã Thủy Lôi. Từ năm 1990 đến năm 2000 là ủy viên ban chấp hành hội cựu chiến binh xã Thủy Lôi và được nghỉ hưu cán bộ xã năm 1991. Năm 2001 đến nay là đảng viên sinh hoạt tại chi bộ 5, nay là chi bộ thôn Lệ Chi. Trải qua thời gian dài hoạt động cách mạng, cống hiến tuổi trẻ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội chủ nghĩa, dù ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu, phát huy vai trò trách nhiệm của người đảng viên cộng sản. Trong công tác, đồng chí luôn tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ xã Thủy Lôi hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với gia đình, đồng chí là người chồng, người cha, người ông, người cụ mẫu mực. Với 85 năm tuổi đời, 57 năm tuổi đảng, 30 năm cống hiến tuổi trẻ vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì lợi ích của nhân dân, Đảng đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: một huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3, một huy chương chiến sĩ vẻ vang, một bằng khen của sư đoàn 320B, ba giấy khen của trung đoàn 4 sư đoàn 320B, một bằng khen của quân khu về thành tích xây dựng hệ thống dân quân du kích, và được tặng huy hiệu 40 năm, 50 năm, 55 năm tuổi đảng. Đảng bộ xã Thủy Lôi trao tặng. Nay đồng chí vì tuổi cao sức tàn lực kiệt, đồng chí không qua khỏi và đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 19 giờ 47 phút ngày 26 tháng 5 năm 2023, tức ngày 8 tháng 4 năm Quý Mão. Kính thưa hương hồn đồng chí Phạm Ngọc Quảng, hôm nay chúng tôi có mặt tại đây để bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn với tình cảm sâu sắc tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Vĩnh biệt đồng chí, chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, thực hiện tốt mọi chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng xã hội văn minh. Kính thưa hương hồn đồng chí Phạm Ngọc Quảng, đồng chí ra đi trong giờ phút tiếc thương và xúc động này, chúng tôi xin trân trọng gửi đến toàn thể gia quyến đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát không gì bù đắp được. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Phạm Ngọc Quảng, đề nghị toàn thể đoàn viếng tang để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Xin trân trọng kính mời đại diện gia đình lên phát ủy. Kính thưa hội đồng nhân dân, kính thưa ủy ban xã, ủy ban nhân dân, kính thưa chủ tịch mặt trận hội cựu chiến binh xã Thủy Lôi cùng toàn thể các ban ngành của xã và thôn Lệ Chi, với tình cảm thân thương và trìu mến của các hộ, của các hội trong xã trong thôn đã về đây phủ quân tỳ cho Phạm Ngọc Quảng. Tôi đại diện cho gia đình và các cháu xin chân thành cảm ơn
các ban ngành của xã, của thôn. Xin cảm ơn lời phát biểu của gia đình. Đã đến giờ các con xin trân trọng kính mời đồng chí Ngô Văn Hiến, trưởng thôn Lệ Chi lên làm lễ các con. Kính thưa thôn hồn cụ Phạm Ngọc Quảng, đã đến giờ làm lễ kết quan đưa tăng cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Lễ di quan được tổ chức theo phong tục của địa phương. Tôi thay mặt cho thôn Lệ Chi xin tuyên bố lễ kết quan được bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kéo dài đến đưa cha về cõi hạc, nước mắt tuôn tràn nước chân. Trong đoàn người tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng hôm nay, có đông đủ bà con, anh em cô bác, dân làng, tình liên gia, thông gia, bạn bè bằng hữu gần xa, và tình cảm thiêng liêng của tình đồng chí, những người đã từng cùng chiến đấu công tác và chung đội ngũ với cụ, với con cháu của cụ. Quý là tình cảm thiết tha, trọng là nghĩa cảm, đậm đà thủy chung. Đoàn người đi nghiêng nghiêng, đoàn người cao vời vợi, như đang đi lên trời, đưa người về cõi Phật. Đoàn đưa tang thật dài, người đông như vô tận, linh cứu đi chậm chậm, mặt trời nắng chói chang, mồ hôi hòa nước mắt, nghĩa ân tình lắng sâu, thiêng vác nắng đội đầu, tình người làm dịu mắt. Ơi đồng nội quê hương, trải chín nắng mười sương, trong dãi dầu vui sướng, đó là tình ruột già, đó là tình đồng chí, đó là tình quê hương. Muôn vàn kính yêu của chúng con ơi, dù có phải lên tận trời cao hay xuống cùng đáy biển để lấy thuốc cứu người sống lại, thì chúng con vẫn không ngần ngại việc ấy. Nhưng nam ông sinh có hạn, tử bất kỳ, trên đời này ai mà cũng được mệnh trời, chỉ trách hay tạo hóa xoay vần tự thành. Cuộc đời cha bao phần vất vả, từ một hành vi phải chất như từng bát gạo của khoan. Cha đã cùng mẹ tần tảo chống chi, nuôi nấng chúng con khôn lớn nên người. Chúng con hằn mong ước cha mẹ được họ trường, cùng con cháu sum vầy ra thất, để phần nào bù đắp lại cái thời đói bát cơm ăn, thiếu may áo mặc. Những con cháu ở xa chưa kịp về sum họp, chưa hưởng lạc đoàn viên, thì cha đã vội theo hầu yên tổ. Như mới sớm qua thi, chén trà nóng con pha, cha chưa kịp uống, bỗng lặng đi trong hơi thở cuối cùng. Trước lúc đi xa, mấy đêm liền điện thắp sáng thung linh, ý tưởng của người muốn cho trong nhà bao giờ cũng sáng. Vâng, lời cha dạy chúng con xin ghi lòng tạc đạn. Sống làm người trước hết phải biết trồng cây đức, phải siêng chăm cho bền gốc tươi tành, phải giữ gìn nền nếp gia phong, trên dưới thuận hòa, gia đình hạnh phúc. Lời cha dạy là lời duy nhất, chúng con xin nguyện để trong tim, và sẽ sống cho linh hồn người. Đến với lễ tang cụ hôm nay bằng cả tấm lòng, đội trống đội kèn tiễn biệt người trong giây phút thiêng liêng và trang trọng. Tiếng trống tiếng kèn nghe vang vọng một vùng quê, tiết tấu nhạc buồn mà trang hòa cởi mở, đó thực sự là đoàn kết. Bản hợp xướng của đồng quê vang trong khoảnh khắc, nỗi tiếc thương này thấm rộng sâu xa. Khi sống, cụ luôn trân trọng tình đạt nghĩa xóm, nên khi cụ đi xa, tình đạt nghĩa xóm cứ tan biến như một nhà thủy chung như nước.
trong giờ phút tống chung thiêng liêng này, mọi người đã có mặt đông đủ. Đoàn đưa tang là cờ đối chúa đang tung bay rộng cả trời. Vòng hoa nối tiếp vòng hoa, tình sâu nghĩa nặng gần xa cùng về. Vòng hoa rực rỡ đồng quê, trải dài như sóng, nhấp nhô nắng vàng. Sống vinh hạnh, chết vàng hoa, người đi thanh thản suối vàng. Thank you.
Các cháu đi chúng ta tại cảm ơn. Vâng, đúng rồi.